theo trang tin hoạt động của Hội Người Mù thành phố Hà Nội là tin hoạt động của các đơn vị cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, tháng 1, 2016, tạp chí đã nhận được rất nhiều tin bài của các đơn vị quận huyện gửi về tạp chí. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn các tin bài viết phản ánh về các hoạt động của các đơn vị trong tháng 1, 2016. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tin hoạt động của Hội Người Mù huyện Đông Anh. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 1 vừa qua, Hội Người Mù huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và lễ kết nạp, ra mắt hội viên mới, được khảo sát năm 2015. Đến dự hội nghị có bà Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội, cùng hơn 200 cán bộ hội viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.000 người khiếm thị thuộc 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Anh. Mời các bạn thính giả đến với những nội dung chính của hội nghị tổng kết Hội Người Mù huyện Đông Anh, Hà Nội qua bài phản ánh của tác giả Thành Nguyễn. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động công tác hội năm 2015, ông Hoàng Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Đông Anh đã nhấn mạnh đến sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên để đạt được những thành quả nhất định trong các mặt hoạt động công tác của hội. Trong năm 2015, hoạt động trọng tâm và xuyên suốt của công tác tổ chức hội đó là tiến hành khảo sát người khuyết tật nhìn trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn thông qua việc phối hợp với các phòng chức năng liên quan. Kết quả, sau gần một năm, đã có thêm 192 người khuyết tật nhìn trở thành hội viên Hội Người Mù. Chia sẻ về hoạt động này, ông Hoàng Mạnh Cường cho biết. Cái việc kết nạp hội viên thì không chỉ đơn thuần là kết nạp thêm hội viên mới, mà chúng tôi còn thông qua cái hoạt động này khảo sát luôn cả những hội viên cũ để lập cái bộ hồ sơ hội viên có xác nhận của địa phương để làm cái cơ sở báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước. Thì đây là cái nhiệm vụ xuyên suốt trong cả cái năm công tác vừa rồi và công việc mà phải nói là hao tâm tổn trí rất là lớn đối với lại ban chấp hành đơn vị. Cũng theo ông Cường, công tác chăm sóc đời sống hội viên trong năm 2015 luôn được ban chấp hành hội chú trọng. Tại dịp Tết cổ truyền Ất Mùi, con số gần 200 triệu đồng tiền quà vận động, quyên góp dành cho hội viên là một sự cố gắng rất lớn của ban chấp hành. Bên cạnh đó, hội còn đặc biệt quan tâm đến các cháu là trẻ em mù trên địa bàn bằng việc vận động các cháu đã quá tuổi đến những cơ sở giáo dục tập trung tham gia vào lớp chữ nổi do hội tổ chức. Về mục tiêu trong hoạt động này, ông Cường nói. Hiện nay có khoảng trên 10 cháu đăng ký, thì hội cũng đang xem là những cháu nào mà có đủ điều kiện thì sẽ cố gắng mở lớp, và chương trình là trong vòng từ 3 đến 4 năm, hy vọng là được từ 6 đến 8 cháu, và cái mục tiêu thì sẽ từ 3 đến 4 năm thì sẽ cố gắng cho các cháu có cái trình độ đạt ở cái mức là tiểu học. Còn cái hướng sau đó thì sẽ tiếp tục định hướng cho các cháu tham gia đào tạo các cái mô hình, ví dụ đào tạo từ xa hoặc là đào tạo qua mạng, hoặc nếu không thì các cháu cũng có những cái lượng kiến thức cơ bản nhất để bước vào đời. Trong năm 2015 vừa qua, hội còn mạnh dạn trong việc hiện đại hóa công tác văn phòng qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bằng sự giúp đỡ của doanh nghiệp Ankei Nhật Bản đã tài trợ cho hội 4 chiếc máy tính xách tay. Cùng nguồn phúc lợi, hội đã mua thêm 3 chiếc máy nữa, thì hiện nay tất cả cán bộ văn phòng, ban chấp hành đã có thể độc lập, chủ động trong công việc. Với vai trò là cụm trưởng cụm thi đua số 3 của Hội Người Mù thành phố Hà Nội, hội đã phối hợp tốt với các đơn vị trong cụm, tổ chức hội thảo tọa đàm thực hiện lời dạy của Bác, Tàn như không phế, và chương trình nghệ thuật Lời ca dâng Đảng, tạo được tiếng vang nhất định đến với những khách mời đến dự. Đồng thời, hội còn tích cực tham gia hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến cấp thành phố do Hội Người Mù thành phố Hà Nội tổ chức ngày 30 tháng 6 tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên. Cùng với nhiều hoạt động, công tác nổi bật trên, hội vẫn duy trì thường xuyên trong năm 2015. Câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ văn nghệ, công tác vay vốn tạo việc làm ổn định cho các hội viên, được cấp phòng ban huyện, được Hội Người Mù Việt Nam, Hội Người Mù thành phố,
đánh giá rất cao, trao tặng những bằng khen, giấy khen cho các cán bộ hội viên xuất sắc. Tại hội nghị tổng kết lễ ra mắt và kết nạp hội viên mới thông qua hoạt động khảo sát đã được hội tổ chức rất trang trọng. 192 người khuyết tật nhìn chính thức trở thành hội viên của hội, đánh dấu một bước phát triển của hội người mù huyện Đông Anh. Ấn tượng và đánh giá rất cao về sự kiện này, bà Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội bày tỏ. Có thể nói rằng là cái việc mà khảo sát hội viên mà hiện nay Đông Anh đã làm năm 2015 vừa qua thì cá nhân tôi cũng thấy rằng là đây là một cái việc rất là cần thiết. Bởi vì hiện nay thì luật người khuyết tật cũng như là tất cả các văn bản đã quy định rất là rõ về cái đối tượng khuyết tật nhìn và cả ngành y tế cũng đã có cái sự xác nhận. Vì vậy cho nên là việc mà xuống các cái xã phối hợp cùng với cả ngành lao động thương binh xã hội rà soát rồi lập hồ sơ những cái đối tượng người khuyết tật nhìn trên địa bàn để kết nạp họ và tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội là một điều vô cùng cần thiết và cần phải xúc tiến làm sớm. Kết thúc hội nghị tổng kết, không giống như những năm trước, nhiều hội viên ra về với một niềm vui mới, niềm vui về những số liệu trong công tác hoạt động, nhưng vui hơn cả là từ nay ngôi nhà chung Đông Anh sẽ có thêm những người bạn, những người đồng tật thân thương cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Kết thúc bài viết, chúng tôi xin trích dẫn tâm sự của một trong số nhiều hội viên mới vừa được kết nạp vào hội người mù huyện Đông Anh. Tôi tên là Nguyễn Quang Duật của xã Ải Mối. Đây là một cái chính sách rất lớn và tốt đẹp của Đảng và Nhà nước quan tâm đến những người khiếm khuyết về tinh thần hoặc là về khuyết tật tham gia cái hội người mù. Tôi thấy là để có cái gì để giao lưu, mình mở rộng thêm được. Bởi vì mình đã khiếm khuyết này thì có điều kiện mở rộng cái tầm nhìn của mình, tầm hiểu biết mình đối với những người đồng cảnh như mình và đối với những người đã có nhiều cái tinh thần tương ái mà đã giúp đỡ đến những cái người mà khiếm khuyết như mình. Tiếp theo tin hoạt động của Hội người mù huyện Đông Anh. Nằm trong kế hoạch xã hội hóa trong việc chăm sóc Tết cho hội viên, nhân dịp Tết Bính Thân 2016, sáng ngày 20 tháng 1 vừa qua, Hội Phật tử Thiện nguyện Hà Nội đã đến thăm và trực tiếp trao tặng 415 suất quà Tết cho hội viên Hội người mù huyện Đông Anh. Mỗi suất quà bao gồm gạo nếp, mì tôm và tất ấm mùa đông trị giá khoảng 250.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng ước đạt khoảng trên 100 triệu đồng. Trong tình hình kinh tế khó khăn và với số lượng hội viên đông như hiện nay, với 192 hội viên mới được kết nạp trong năm 2015, đây là một nỗ lực rất lớn của hội trong việc hỗ trợ hội viên vui xuân đón Tết. Qua đây cũng thể hiện rõ quyết tâm của hội trong việc quan tâm đến tất cả hội viên trong tổ chức. Trong thời gian tới, hội cũng sẽ tích cực vận động để tiếp tục chăm sóc thêm cho những hội viên và trẻ em mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo 100% hội viên trong toàn hội được hỗ trợ quà nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân. Hoàng Mạnh Cường.